Xin chào, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Làm Podcast Không, kênh thứ hai của Ba Chấm Podcast. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Các tập trên kênh Làm Podcast Không sẽ được phát sóng định kỳ vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 hàng tuần. Cũng đừng quên trên kênh chính bài chấm podcast các tập cũng sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ mỗi thứ tư hàng tuần hãy nhấn nút cho đăng ký nho nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào trên các nền tảng phát hành youtube và hệ thống anh cô nha còn bây giờ ba chấm on xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại là podcast không cho một tập mà mình rất hào hứng để chia sẻ với các bạn và mình tin chắc chắn rằng đây là một trong những tập hay nhất mà các bạn đã từng nghe được trên là podcast không đó là các tiêu chí để lựa chọn khách mời. Ở trong tập này thì không chỉ có riêng việc mình liệt kê ra các tiêu chí mà mình sẽ bóc tách nó một cách cụ thể nhất để cho các bạn có thể có cơ sở mời những khách mời chất lượng nha. Sẵn sàng chưa? 3 chấm. On. Đầu tiên thì trước khi các bạn lựa chọn một khách mời thì các bạn phải dựa trên một trong ba yếu tố sau. Thứ nhất là khách mời của bạn, chuyên môn của họ hoặc là cái mà họ đang quan tâm là sở thích hoặc là đam mê phải trùng với chủ đề của kênh. Và thứ hai là nó trùng với cái chủ đề nội dung của cái mùa đấy. Tất nhiên là đối với những kênh đã làm theo mùa ấy, thì cái việc lựa chọn khách mời này nó sẽ đơn giản hơn là những kênh mà chỉ tập trung vào một nội dung nhất định. Mặc dù là họ có chiếc mùa nhưng mà cái mùa của họ thì vẫn xoay quanh cái nội dung chính nó thôi. Yếu tố số 3 đó là khách mời của bạn ấy, cái nội dung mà họ nói phải liên kết đến một cái thông điệp chính nào đó của kênh như mình nói ban đầu đó là có chuyên môn trong lĩnh vực Ok, và cái phần thứ hai đó là khách mời khi mà bạn mời đến ấy, thì tất nhiên rồi, ngoài việc mà họ giỏi ra thì bạn cần phải tự cho mình một cái tiêu chí đó là cái sự tương đồng về mặt cảm xúc nội tâm của bạn, nó phải bắt được cái tần số của họ, bắt được cái sóng cảm xúc của họ. Thì ở đây mình sẽ có ba tiêu chí để các bạn có thể dễ đánh giá nhé. Nhất là bạn có thể nói chuyện xã ra bình thường với họ. Tất nhiên là để ở cái cấp độ này ấy, thì nó là một cấp độ thấp, có nghĩa là nói chuyện như những người bình thường thôi, không không bị cãi nhau này, không bị xung đột quan điểm quá là nhiều. Thứ hai là bạn có thể nói chuyện thoải mái, được rồi, thì bây giờ là đến lúc mà bạn bắt đầu nói chuyện sâu hơn một chút về cái quan điểm của bạn và cả hai bên đều tôn trọng cái quan điểm của nhau cũng như là cái sự khác biệt của nhau. Thứ ba đó là khi mà các bạn đã nói chuyện thoải mái được rồi ấy, thì một cái yếu tố mà mình nghĩ là nó sẽ không khó để xảy ra đó là hợp vai của nhau, hợp tư duy, hợp quan điểm của nhau về ít nhất một vấn đề trong cuộc sống. Đây là mình nói ít nhất nha. Thì như vậy tổng hợp lại là nếu như mà bạn có cả ba yếu tố này ấy, thì cái cuộc trò chuyện của các bạn mình nói thật là cực kỳ trơn tru, cực kỳ dễ luôn. Còn nếu như mà bạn nào mà chỉ thỏa mãn được yếu tố đầu thôi ấy, thì cũng không sao cả. Lúc đó thì rất cần đến cái sự khéo léo của bạn. Tất nhiên là lúc này tất cả những cái yếu tố còn lại, ví dụ như là sự thẳng thắn hoặc là cái tôi của bạn sẽ phải hạ xuống rất là nhiều. Tại vì là nếu như mà bạn muốn mời họ ấy, mà bạn cứ khăng khăng là mình đúng ấy, hoặc là bạn cứ găng lên và bạn đôi cò với họ ấy, thì rất là khó để họ có thể chấp nhận buổi talk đó. Hoặc là nếu như mà giả như họ có chấp nhận ấy, thì cái buổi talk đó mình nghĩ là nó sẽ không diễn ra một cách tự nhiên đúng như những gì ấn tượng tốt đẹp ban đầu với nhau ấn tượng tốt đẹp tức là từ khi bạn gửi mail cho đến khi mà bạn setup được ra cái cuộc gặp gỡ đó. Rồi và cái số 3 đó là khách mời của bạn phải có một cái sự thiện trí trong việc hợp tác và mức độ ham muốn. Tức là cái mức độ thiện trí nó phải thể hiện là họ có một cái gọi là cái thái độ tích cực ấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà họ đã chấp nhận tham gia podcast của các bạn. Đây là mình nói là không phí nhá, thì một là họ muốn giúp các bạn và hai là họ thực sự là họ thích thứ nhất là họ thích cái nội dung của bạn có thể là họ đó đúng là cái nội dung thế mạnh của họ hoặc là cái mà họ đang quan tâm hoặc là sắp quan tâm cũng có thể là họ thích bạn họ thích bạn ở cái chỗ đấy là cái lời mời của bạn nó nhiệt tình nó chân thành nó tử tế và họ biết là với cái lời mời này thì tập của họ sẽ được làm một cách chỉn chu không phải làm qua loa họ biết là với những cái kiểu như vậy sẽ có một sự kết nối lâu dài chứ không phải là chỉ cho xong trên podcast nếu như mà có phí thì không nói làm gì rồi nhưng mà nếu như mà không phí thì như người ta vẫn nói đấy không ai cho ai một cái gì miễn phí cả có thể là cái họ muốn nhận lại không phải là tiền không phải là vật chất chỉ là cái tinh thần và đôi khi là một cái quan hệ thôi các bạn đừng nghĩ là họ không cần một quan hệ nhé họ cần nhưng mà cái mức độ cần ấy, như thế nào ấy, thì nó lại khác cái mức độ ham muốn của họ thì sẽ được thể hiện qua cái việc đó là cái mong muốn của họ được chia sẻ cái giá trị tích cực đến cộng đồng cái này thì nghe có vẻ nó hơi nó hơi gọi là mơ hồ nhưng mà đúng nhiều người họ nói trên podcast ấy, thật ra là họ chỉ muốn chia sẻ cái kiến thức của mình thôi cái giá trị tích cực đến cộng đồng thôi ví dụ như mình có lẽ là mình là một cái điển hình cho cái việc đó tức là mình không nói là những người mà họ cái mức độ ham muốn của họ thấp không đồng nghĩa với việc là họ không mong muốn chia sẻ giá trị tích cực đến cộng đồng nhưng mà cái mối trước ở đây mình vẫn nói lại đó là nó nằm ở cái mức độ họ muốn ở mức độ nào thấp hay là cao mức độ càng cao thì nhìn phát biết luôn thấp cũng vậy vừa vừa cũng vậy cái này thì phải do các bạn thôi tùy từ cách mời làm việc với các bạn thì các bạn đánh giá được thôi tất nhiên đấy, đấy là trừ khi nào mà cái sự thiện trí hợp tác và cái mức độ ham muốn của họ quá thấp thì bạn mới có thể là cái xác suất là toang thôi còn nếu không thì nó vẫn ở mức gọi là đủ để bạn có thể một là cứu vãn được và hai là tiến tới một cái cuộc trò chuyện tốt đẹp nói một chút về những cái dấu hiệu nhận biết cho các bạn về khách mời này thật ra ấy, mình là người để ý rất là nhiều về cái cửa chỉ về cái hành vi về cái ánh mắt về cả âm lượng tông giọng nữa người nào ấy, các bạn tiếp xúc ấy, các bạn cảm thấy là họ hơi kiêng dè hoặc là họ hơi đề phòng hoặc là họ không muốn chia sẻ quá nhiều ấy. thì đó là cái người khách mời mà cái mức độ thiện trí hợp tác cũng như là cái mức độ ham muốn của họ thấp tất nhiên là các bạn sẽ phải xét trên nhiều khía cạnh và trên bối cảnh của cái cuộc trò chuyện đó bối cảnh ở đây có nghĩa là gì họ có đang bận không họ có đang vướng một cái việc nào đó không về tâm trạng của họ có đang tốt không họ có vừa trải qua một chuyện gì buồn một cái chuyện gì đó tiêu cực không nếu như họ có trải qua ấy, thì bạn phải khéo bạn đừng vội đánh giá ngay mà bạn phải tìm hiểu tại vì là nếu như mà các bạn mà vội đánh giá ngay ấy, thì rất có thể là các bạn sẽ bỏ lỡ một vị khách mời họ rất là nhiệt tình cái cuối cùng ở trong phần 2 này đó là cái sự phù hợp về cái yếu tố liên quan giữa chuyên môn và cảm xúc nội tâm thực sự là cần thứ tư là yếu tố bền vững trong hợp tác tương lai khi mà bạn xác định bạn mời người nào đó thì bạn cũng cần phải biết liệu là cái người này mình có thể kết nối lâu dài với họ trong tương lai hay không kể cả trong tinh thần chia sẻ lẫn trong công việc nha người nào mà các bạn cảm thấy là ok bạn này anh này chị này cô này chú này bác này sẽ là một cái người nào đó mà rút được mình trong tương lai trong chuyên môn cho công việc hợp tác để làm một cái gì đó thì được cái thứ hai là bạn cảm thấy tin tưởng được họ chia sẻ được với họ mọi thứ trong cuộc sống nhưng mà một cái bạn ấy ok không sao cả thì đó được gọi là yếu tố bền vững tại vì là các bạn mất công các bạn mời họ đến các bạn nói chuyện với họ chỉ để sắp một cái buổi podcast thì đối với mình đó là một cái gì đó nó nó rất là phí tức là mình phải tạo ra được cái sự kết nối bền vững với nhau đó mới là cái điều cốt lõi và cái cuối cùng đó là khách mời của bạn phải nói được thứ nhất đó là họ có kinh nghiệm chia sẻ truyền đạt với người khác để người ta hiểu cái thứ hai đó là họ không ngại chia sẻ những kiến thức và họ thể hiện được cái tôi cá nhân thật ra là cái không ngại chia sẻ kiến thức thì là đương nhiên nhưng mà cái mà không ngại thể hiện cái tôi cá nhân thì không phải ai cũng có đâu nếu như mà họ làm được điều đó thì tập podcast của bạn nó sẽ tạo ra một cuộc tranh luận nó rất là sôi nổi và nó rất là tuyệt vời còn nếu như mà không có thì thôi cũng không sao cả tại vì không phải ai cũng dám thể hiện cái tôi của mình ra cái thứ ba đó là các cái kỹ năng mềm khác mà nó liên quan đến giao tiếp của họ phải thật sự là tốt ví dụ như là họ không nói lắp không nói ngọng không nói gì đó và những cái kỹ năng ứng xử ấy, ví dụ như mà host mà nói một câu nào đấy kiểu một khỏi tu từ hoặc là nói kiểu đồ đùa, đùa chia sẻ thì khách mời phải bắt sóng được ngay phải nói vào luôn tức là một cái tập podcast của các bạn ấy host không nhất thiết là phải hỏi thì khách mới trả lời mà nó là một cuộc trò chuyện tự nhiên hai bên đều tập trung vào cuộc trò chuyện đó và đưa đẩy cái nội dung của cái buổi trò chuyện đấy thì nó sẽ thú vị hơn ok và một phần bonus cho các bạn đó là các kiểu khách mời mà các bạn sẽ thường gặp sơ suốt quá trình làm podcast thì mình nhận ra là với những khách mời nào mà họ nói được ấy, nói được là một nhá có logic tốt là hai nhá thường sẽ là những tệp khách mời làm nhà văn nhà thơ làm giáo viên giáo viên mua xã hội ấy, hoặc là người viết lách like nữa nhá thì mình nói với các bạn đó là cái tập podcast của họ ấy, nghe rất là sướng tại vì mọi thứ nó đều logic chặt chẽ với nhau ấy và đặc biệt là cái khâu cắt của các bạn ấy nó không mệt rồi các bạn sẽ thấy nếu như bạn làm trực tiếp hậu kỳ các bạn sẽ thấy là có những cái người mà họ nói mọi thứ nó rất logic với nhau cắt một đoạn là ok trừ khi mình muốn bỏ cả đoạn đó chứ không phải chắp nối vào hoặc là có những cái đoạn mà bạn không muốn cắt ấy tại vì là mình cắt đoạn này thì đoạn sau nó lại không logic với đoạn trước đó là một cái điều mà mình nghĩ là tuyệt vời đối với những người nào mà làm nhà văn nhà thơ người viết lách làm giáo viên đấy họ nói cực kỳ xuôi tai luôn hoặc là có những kiểu khách mời mà ví dụ họ rất tự tin là họ nói được ok nhưng mà cái nói của họ ấy cực kỳ lan man những cái ca này thì bắt buộc là bạn phải điều hướng họ một cách triệt để tập trung hết sức cho cái tập podcast đó và ngược lại với kiểu người đầu tiên thì với những cái người nó lan man như này ấy, thật sự là cắt nó hơi mệt hay nghe họ nói cũng hơi mệt một cái tip cho các bạn đó là các bạn nên bảo họ nốt ra những cái gì mà mình sẽ nói để thứ nhất là mình chính mình kiểm soát được cái thứ hai nữa là để họ nói nó không bị lan man tất nhiên là không phải khách nào họ cũng chịu nốt ra đâu mình gặp rất nhiều người rồi họ nói lan man nhưng mà họ không biết là họ nói lan man và họ không nốt ra họ nói là để nói tự nhiên nó hay hơn nó tốt hơn để ok là tốt hơn nhưng mà cái gì nếu có hai mặt của nó nốt ra thì nó sẽ giúp cho mọi người nói nó focus và đủ cái trọng tâm hơn và bản thân thật sự là bản thân của người host cũng dễ để tiếp cận hơn nó dễ ở mức này này tức là biết trước là cái câu trả lời của họ sẽ dừng lại ở đâu và họ nói đến mức độ nào để mình có thể tiếp tục câu sau mà không bị bất ngờ khi mà họ dừng lại và mình có thể nghĩ ra được những cái câu hỏi phát sinh cái thứ hai là khi mà các bạn hậu kỳ nó sẽ dễ hơn rất là nhiều cái thứ ba nữa là khi mà các bạn đăng bài ấy, bạn nào mà dùng timestamp ấy đôi khi là các bạn chỉ cần nhìn vào kịch bản mà họ đã nốt ra thôi các bạn biết là sẽ nốt được cái timestamp nhanh hơn là việc là phải nghe xong rồi dò 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 thì cái này phải làm thì mới biết được cơ còn một kiểu khách mời nữa đó là kiểu khách mời mà họ họ nói những cái thứ mà <laughs> nó thực sự ra là hơi bị vĩ mô ấy mà đôi khi là hơi bị trừu tượng và cũng có kiểu ngược lại là nói những thứ quá đơn giản cái này nhá là bạn phải hiểu khách mời thật sự khách nào mà họ là người đơn giản tầm của họ ấy nó ở mức trung bình mà các bạn hỏi những câu mà nó cao cấp quá ấy, thì tập podcast đó nó sẽ rất là sáo rỗng mà cái người nào mà tầm của họ rất là cao rồi ấy, mà bạn lại hỏi những cái câu kiểu rất nhạt ấy tức là bình thường quá ấy, thì tập của các bạn nó sẽ rất là nhàm chán lúc này thì sẽ lại phải nhờ một cái yếu tố đấy là khách mời ganh tim tức là khách mời sẽ phải là cái người mà trả lời những câu đơn giản một cách hay và sâu sắc tùy thuộc vào cái độ thấu hiểu kịch bản của họ nữa để họ nói được những cái từ những ý nghĩa mà ẩn sâu trong cái câu đơn giản đó có thể là mình hỏi đơn giản nhưng mà thứ mà mình muốn nó lại nó lại là phức tạp nhưng mà chỉ có cái là vì là người hốt chưa đủ cái trình độ để bóc tách và đặt câu hỏi nó một cách gọi là hay ho thôi còn đâu thì mình nghĩ là nếu như mà các bạn mời được khách mời nào ấy mà họ hiểu chuyện ấy họ hiểu vấn đề ấy họ hiểu bạn ấy thì là phải tầm tám là khách mời đó họ sẽ ganh đấy đỡ cho các bạn rất nhiều đấy đấy là triệu khách mời còn đương nhiên là mình bản thân mình người host các bạn sẽ phải trao dồi kiến thức trải nghiệm kinh nghiệm để đặt được ra những câu hỏi khóc búa khóc búa ở đây không phải là đánh đố người ta mà là đặt ra những câu hỏi để cho họ trả lời một cách sâu sắc và đặc biệt hơn đấy là khi mà họ trả lời được ra rồi thì bạn phải khơi gợi được ra những câu hỏi tiếp theo dựa trên câu trả lời đó một khi mà họ đã nói sâu nó nhiều rồi những phần sau của các bạn ấy, nó trở nên dễ dàng cực kỳ đó ngoài ra thì còn rất nhiều kiểu khách mời nói chung là nó vẫn thuộc về cái tính cách và cái nhận thức tư duy của khách mời và cái podcast của các bạn thôi các bạn phải làm thế nào để cho họ hiểu là cái podcast của các bạn ấy phải đạt chất lượng tốt nhất và nó không phải là một cái podcast nghiệp dư thì họ mới có thể đầu tư được đơn giản như việc là họ đầu tư thiết bị và không gian thiết bị ở đây cần cái gì đơn giản là cần một cái laptop một cái tai nghe tuyệt đối là không được thu bằng điện thoại hoặc là không có tai nghe tại vì thu bằng điện thoại thì chất lượng nó không tốt mình chỉ nói là không tốt thôi còn không tốt nhưng mà thì các bạn tự check để biết tai nghe đấy nhưng mà họ không thu bằng tai nghe ấy, cái âm lượng của họ khi mà họ nói to ấy nó sẽ bị rít tai nghe nó sẽ giúp kiểm soát cái phần âm thanh đấy và không gian thì sao không gian thì họ sẽ chọn một cái phòng yên tĩnh họ set up buổi ngày hôm đó thật sự là chỉ có một mình họ thôi ở trong một không gian tĩnh lặng chứ họ không ở một nơi nào khác kiểu như có rất nhiều người hỏi mình là quán cà phê được không mình bảo không được quán cà phê rất nhiều người sao mà nói được nói nó phải thực sự thoải mái và không gian nó phải thật sự là tĩnh lặng để không có tạp âm và bản thân họ nếu như họ nhận thức được tập ngày hôm đó của họ có ý nghĩa to lớn đối với họ hoặc là với người nghe thì họ sẽ phải chuẩn bị tâm thế thật là tốt mình thì bản thân mình thường trước mỗi buổi trò chuyện ấy sẽ không làm gì cả để mình nuôi dưỡng cái năng lượng để khi mà mình vào buổi trò chuyện ấy, mọi thứ nó đều trơn tru và nó đều được phát đi hết khả năng. Và đó là tiêu chí lựa chọn khách mời mà mình muốn giới thiệu với các bạn cho tập podcast này. Mình hy vọng là đối với những cái gì mà mình vừa chia sẻ sẽ giúp được cho các bạn trong việc mà các bạn lựa chọn khách mời và làm việc với họ. Lựa chọn khách mời là một cái việc mà nó không hề đơn giản, nó khá là phức tạp vì tất cả những yếu tố trên. Mình tin rằng là nếu như mà bạn nào khó tính ý, thì còn rất nhiều yếu tố khác cần bóc tách nhưng mà ở trong khuôn khổ của tập podcast này thì mình sẽ chỉ xin phép được chia sẻ những yếu tố cơ bản hơi có một chút nâng cao thôi. Hy vọng là mọi người sẽ thấy nó thú vị và bổ ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Vì lòng nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3 chấm off.